Xin chào thầy các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghệ Kiểng Lá của em ạ. Thì trước mắt các anh chị đây là cái cây công chúa hồng ạ, Pin Princess ạ. Thì ở đây em vườn em hiện nay đang có hai cái size anh chị nhé. Một cái size này nó cao khoảng trung bình khoảng tầm 15 cho đến 20 phân này. Đó, một cái cây như vậy này. Và một cái size nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì nó khoảng 10 phân thôi. 7 cho đến 10 phân như này này anh chị này. Đó, cái size nhỏ hơn thì một chậu nó như vậy này. Đó, một chậu nó như vậy. Nói chung là những cái chậu này là những cái chậu mà tụi em đã trồng thuần hết rồi này. Đó, bộ rễ của nó đâm hết ra ngoài như vậy này. Đấy. Thì có những cái chậu thì nó có hai thân như vậy. Đây, có những chậu hai thân như vậy này. Còn những chậu thì một thân. Thì đó, em cứ trồng một chậu như vậy thì không biết nó lên hai thân lên một thân đấy, là cũng tùy chậu nhá. Còn những cái cây size lớn này thì nó khoảng tầm 15 đến 20 phân thì nó như vậy này chị này. Đó, nó vượt quá cái chậu rồi, nó đang bị nghiêng này. Đó, cái lá như vậy. Cái này thì lá nó càng lớn nó càng trổ màu đẹp nha anh chị. Lá nó càng lớn thì bắt đầu cái màu nó càng lên nhé. Đấy, lá lên màu như vậy này. Đó. Thì cây công chúa hồng này thì em cũng có một vài cái clip em giới thiệu cây rồi đó. Thì nó cũng khá là nó leo lên nó khá là đẹp đó anh chị. Cái này thì bộ rễ của nó đâm hết ra ngoài rồi. Về anh chị thì việc sang chậu là cho leo luôn lên trụ rồi. Đó, thì cái số lượng em cũng có không có nhiều đâu, khoảng mỗi loại khoảng tầm 100 chậu thôi. Anh chị nào mà nhanh tay thì báo cho em lấy thì được những cái chậu cây đẹp, cây lớn, cây đẹp nhé. Cái cây lớn này thì em đang bán là 300 ngàn một chậu này. Đó, ngầm nước hết rồi, rễ này. Đó, bộ rễ nó ăn rồi đây. Nó cực kỳ là khỏe, còn những cái chậu nhỏ này nó như này. Các chậu nhỏ thì cái size này khoảng tầm 10cm, 10-12 tùy cây ạ. Size này thì nó nhỏ. Cây này thì nó nhỏ hơn xíu này. Nó nhỏ hơn xíu. 200 ngàn một chậu này nha anh chị. Size chung này, size nhỏ này. Đó. Còn cái chậu này thì 300. Một số cái lá nó bắt đầu nó trổ màu này. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu mua thì để lại bình luận hoặc là gọi cho em theo cái số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình nhé. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều.